Danh hài Hoài Linh nổi trận lôi đình, muốn nhờ pháp luật can thiệp khi phải gặp vấn đề này. Đến lượt danh hài Hoài Linh phẫn nộ lên tiếng cảnh cáo khi tên tuổi và hình ảnh của mình bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo. Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Hoài Linh vừa đăng tải dòng trạng thái bức xúc khi phát hiện hình ảnh và tên tuổi bị sử dụng trái phép. Nam nghệ sĩ phẫn nộ vì bị kẻ xấu bịa đặt chuyện để PR bán hàng online, lừa đảo khách hàng. Trước khi vào nghề, tôi làm đủ thứ để mưu sinh, như buôn gánh bán bưng, cũng bán trà đá, miếng ghim, cốc ổi. Nhiều khi nằm suy nghĩ, tôi cũng không biết tại sao mình nổi tiếng. Những gì tôi đạt được tới hôm nay đều nhờ vào nó, nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ. Một nhãn hàng còn đưa ra cuộc nói chuyện giữa danh hài Hoài Linh và một MC, sau đó bịa chuyện anh có được như hôm nay là nhờ đeo nhẫn phong thủy. Danh hài Hoài Linh viết, nếu các bạn muốn truyền bá về đạo hoặc kinh doanh thì các bạn nên có cái tâm nhé. Tại sao lại dựng lên bài phỏng vấn tôi vô duyên như vậy? Con người dù nghèo hay giàu đều do mình và may mắn của bề trên ban, chứ không phải từ chiếc nhẫn. Các bạn ghi lúc tôi còn buôn ba vất vả thì lấy tiền đâu ra để mua nhẫn. Các bạn nên suy nghĩ lại cách kinh doanh của mình. Có luật pháp đấy nhé, và về đạo thì có nhân quả báo ứng. Lời thật mất lòng, mong quý vị thông cảm. Cuộc sống mình có tốt hay không là do gia tiên của mình có phúc hay không, chứ không phải do một chiếc nhẫn. Nam nghệ sĩ cảnh cáo, nếu các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục bịa đặt, không gỡ những câu chuyện sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tên tuổi và danh dự, thì anh sẽ nhờ pháp luật giải quyết. Hoài Linh viết, nếu các bạn còn dùng hình ảnh tôi để kinh doanh theo cách này, thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Trước Hoài Linh, rất nhiều sao Việt như Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Lý Nhã Kỳ cũng đã phẫn nộ lên tiếng vì bị lợi dụng tên tuổi để lừa đảo.